Thảo Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà từ bác Thảo Đố, bác ở bên Mỹ. Bác có gửi cho cháu Lực một chút đồ để gửi tới cho em Hưng với lại em Thuận. Thì hôm nay cháu Lực vào, tiện thể là vào thăm hai anh em luôn và trao cái phần quà này tới tay của hai anh em luôn. Như hôm nọ thì chắc là cô bác cũng có theo dõi cái thước phim của bạn Trình hoặc cái vàng chia sẻ lên cô bác. Thì hai anh em không may là bị kẻ xấu mà dụ dỗ ấy cô bác. Thành ra là các em có không có suy nghĩ nó chín chắn hơn thì có chạy đi bên đi theo người ta. Và rất là may thì cũng được là bạn Trình giải cứu hai anh em về đến nhà kịp thời cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị theo dõi hết video ạ. Đường vào nhà các em chỉ có là gọi là một cái con đường mà các em đi lại thôi cô bác. Ở đây thì cháu Lực thấy cái con đường này là hầu như là người ta đi qua rất là ít cô bác. Con ốc này chết thì sao rồi. Ui, mùa mưa thì ốc trôi ra đây rất là nhiều này cô bác này. Ui, ốc trôi ra đây rất là nhiều. Cái ốc này thì nó chỉ ăn bùn thôi, thành ra là không có tổn hại gì đến cho cái cây lúa nhà các em cả. Vừa rồi đi qua nhà cái chú kia mà chú ấy không có lấy buộc ấy cô bác. Chó mà nó vừa mới đẻ xong cô bác. Cắn chân nó lực ở đây một vết này. Một vết nhỏ nhỏ ở đây này. Còn phải chạy nhanh nhá, chứ không là nó cắn thêm. Thuận đấy. À, Thuận ở đây à? Một mình ở nhà thôi à? Có bạn nào kia đây? Hả? Một mình ở nhà? Rồi. Anh Hưng đi đâu rồi? Anh Hưng đi làm á? Anh Hưng làm từ đâu? Bây giờ mới đi á? Em có đi không? Không. Em không đi à? Không. Em ở nhà thôi à? Dạ, anh gọi cho anh Hưng đi về. À, anh Hưng là đi làm à? Một mình anh tự đi làm à? Dạ. Ồ, không biết là anh Hưng đi tận đâu để làm rồi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ điện cho Hưng để em ấy có về được không? Ôi, nhà này bị dột à Thuận? Dạ. Bị dột à? Anh Thuận thì đi tận đâu làm có biết không? À anh Hưng ấy. Không. Đây như nào? Đây. Được vừa đi học về à? Dạ. Vừa đi học về ấy, cô bác. À bây giờ Thuận chào các ông các bà đi nhá. Con chào các ông các bà. Rồi. Đấy, bé Thuận thì rất là ngoan này cô bác. Hôm nọ là cùng anh Hưng đi đâu à hả? Dạ. Hôm nọ cùng anh Hưng đi đâu à? Dạ. Ôi tay chân này bẩn đấy. Vừa đi học về luôn à? Dạ. Thuận thì ăn cơm chưa? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Hôm nay thì ăn cơm với gì? Ăn... Hả? Cá. Ăn cá à? Cá gì? Mày biết không? Cá khô. Cá khô à? À dạ. Ai mua lên cho? Anh Trình. Anh Trình mua lên cho à? Dạ. Hôm nọ thì đi Trung Quốc này có sợ không? Có. Sợ à? Đấy, hôm nọ thì rất là may là được bạn Trình gọi các em về kịp thời cô bác. Chứ không bây giờ không biết là các em sẽ trôi đi về đâu nữa. Hôm nay thì anh xuống thì có cả quà đấy. Dạ. Một tí nữa thì đợi anh Hưng về thì bóc nhá. Dạ. Ở nhà vừa đi học thế vừa rồi đi học về thì có gặp anh Hưng không? Có. Có à? Dạ. Ồ, thế anh Hưng bảo anh ấy đi làm à? Dạ. Nhà em Hưng Thuận thì cháu Lực cùng Há đến lần thứ hai rồi cô bác. Có thể là bây giờ cháu Lực sẽ quay lại cho cô bác một chút là xem như ngôi nhà của em Hưng với em Thuận đấy cô bác. Một cái ngôi nhà mà phải nói là xuống cấp rất là nhiều rồi cô bác. Không biết là cái ngôi nhà này còn trụ được bao nhiêu lâu nữa. Thì cái phần cánh cửa này thì rất là thấp, cũng chỉ cao hơn cháu Lực một chút thôi. Cái chỗ phần bên này thì chắc là hôm qua mưa rất là to này cô bác này, thành ra là bị
bị nước nó bị dột xuống hết đây này. Hả? Cái gì đấy? Kẹo. Kẹo á? Bánh á? Để cho anh nhá. Đây, thôi ăn đi. Đây. Không. Đây, không. Đây vừa bảo là cho bánh cho cháu Lực này cô bác này. Nhưng mà thôi để tí cho các em ấy, để lại cho các em ấy ăn. Ôi đây thì ướt hết rồi Thuận. Chỗ này thì bị mưa dột à? Dạ. Chỗ này thì bị mưa dột à? Dạ. Con này có con gì đây? Hả? Anh Trình. Ai mua cho? Anh Trình. Anh Trình mua cho à? Anh có vẻ là rất là thích gấu bông này cô bác này. Ồ mà gấu bông suốt thôi. Bạn Trình mua cho một con gấu bông thì có thể đêm thì có thể là em ấy ôm đi ngủ. Chó nhà Thuận thì có sợ không? Hả Thuận? Chó nhà Thuận thì có sợ không? Không sợ đâu à? Ở nhà thì em lấy cỏ cho cháu ăn à? Hay là làm gì? Nó chỏ cho cháu ăn á? Phải nói là một cái ngôi nhà mà rất là sầu sề rồi cô bác. Như ở phần phía ngoài bên kia thì cháu Lực chỉ thấy là canh gỗ mà nó còn chưa có được dài bằng cái ngôi nhà, thành ra là lấy nối vào nhau. Hay em Thuận thì trong lúc mà em Hưng đi vắng ấy cô bác, thì em mới ở nhà mà xách một cái sọt này còn to hơn cả cái người của mình luôn rồi. Chỗ này là chỗ thái cỏ của em à? Dạ. Hả? Bây giờ thì em làm cái gì? Lấy cỏ cho cháu ăn. Lấy cỏ cho cháu ăn à? Dạ. Một cái em bé mà năm nay mới có 8 tuổi rồi cô bác. Mà phải nói là em ấy làm biết làm rất là nhiều việc. Đấy, lấy đầy đầy một tí xong anh lấy đi cho. Rồi, đầy rồi, đầy rồi. Đầy rồi. Đấy. Xong lại gấp vào nhỉ? Không tí gà nó tha đấy. Nào, gấp vào đi, gấp ở bên kia vào. Đấy. Đấy, bây giờ thì lấy để đi tận đâu cho cháu hả Thuận? Thế vừa rồi thì ai cùng anh Thái? À đây, nhưng mà nó to lắm, không được đâu. Cứ đòi xách tôi cô bác ạ, một cái... Ơi. Nào để anh. Có vẻ như em ấy rất là chăm ấy cô bác, cho Lực phải đưa sau tại vì là nó nặng ấy. Được không? Được không? Tự xách luôn cô bác ạ, không cho cháu Lực hộ luôn này cô bác. Xách một cái sọt mà to hơn cả người của mình rồi. Đổ đây à? Nào, để anh đổ cho nào. Đấy. Lần sau thì lấy nhỏ thôi nhá, lấy ít thôi nhá. Đừng có lấy nhiều như thế nhá. Đấy, con trâu này thì cũng được là em Hưng với em Thuận là đi nhận nuôi người ta về đấy. Cẩn thận nhá. Đấy, như cái chỗ mà các em lấy cỏ ở trâu ấy cô bác, chỉ có là vừa một cái con, một cái một chỗ mà người mà đi qua thôi chứ không cẩn thận là rơi xuống dưới kia luôn. Ở nhà thì chịu lấy. Đây là con chó của nhà của em à? Hả? Còn bao nhiêu con? Có hai. Có hai con à? Thế có đặt tên cho nó chưa? Chưa. Con này là con trắng, con kia là con đen nhỉ? Ôi con kia thì có vẻ là ghê hơn đấy nhỉ. Anh Hưng thì có biết là anh Hưng đi tận đâu để làm không? Không. Không biết đâu à? Đấy, Hưng thì đang trên đường về nhà cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng vừa mới điện cho em. Em ấy bảo là đang đi làm cho người ta. Đang đi hộ người ta để làm ấy cô bác. Thì bây giờ cũng đến gần cái giờ nghỉ của em Hưng rồi. Thì em sẽ chạy đi về một lúc. Ây, con này lấy buộc à? Dạ. Sao lại lấy buộc đi? Đánh con trắng. Nó đánh con trắng à? Dạ. À. Nó đánh chết một con rồi á? Dạ. Ôi ôi, con kia có vẻ dữ nhờ. Có vẻ như là em Thuận đấy cô bác. Là rất là hiểu chuyện và rất là đáng yêu luôn. Ở nhà thì anh mình đi làm rồi thì mình ở nhà thì vừa xem lợn này, vừa xem
trâu bò này, vừa xem trâu này, à, lấy cỏ cho trâu. Thế vừa rồi đi học về thì sao, hôm nay thì học mấy tiết? 3 tiết đó. Dạ. Hôm nay thì học 3 tiết, là học đến mấy giờ thì nghỉ về? Em không xem đồng hồ đâu. Không xem đồng hồ á? Thế anh Hưng có đi đón không? Không. Không à, thế đi bộ dưới kia lên à? Dạ. Ôi, cái cây này bị thủng rồi Thuận. Đây này, có con gì ở trong không? Không. Không có à? Dạ. Anh lấy dao cắt. Em lấy dao cắt á? Anh á? Anh Hưng lấy dao cắt à? Dạ. Ở phần bên kia thì có phải ruộng nhà em không hả Thuận? Không. Không phải á, thế ruộng nhà ai? Để nhà thôi. Ruộng nhà bác á? Trong lúc mà em Hưng đi vắng nhà anh có bác, thì em Thuận ở nhà là làm rất là nhiều việc luôn. Còn khỉ bông kia thì có vẻ như là Thuận rất là thích nhờ. Vừa rồi thì em Hưng cũng đi làm về cô bác. Hưng thì vừa rồi đi làm tận đâu em? Em đi làm dưới này, hộ các chú ấy có gọi em qua gọi em bảo là đi ép cốt pha ở dưới này ấy. À, ép cốt pha. Ở nhà ông chú ở dưới này đang làm nhà thì cần đang đổ mái ấy. Cần tiến độ đổ mái xong bảo em xuống làm một ngày. À, hôm nay thì anh xuống đây thì anh có nhận được một cái phần quà của một bác ở bên Mỹ. Vâng ạ. Thì có gửi cho anh. Thì bây giờ anh em mình bóc luôn đi nhỉ. Vâng ạ. Thì bây giờ thì cái phần quà này thì bác ấy gửi qua thành cái thùng ấy cô bác, cho nên là cháu Lực bây giờ thì cháu Lực sẽ đóng thành ra thành túi để chia cho các em. Trong này thì có một đôi dép này. Đôi dép này thì có đeo vừa không? Xem nào. Vừa đúng không? Chân thận là có vừa không? Vừa ạ. Rồi. Thì đây ạ. Đấy. Dép này đeo đi học thì đẹp nhất lớp luôn nhỉ. Vừa nhưng mà chắc phải xỏ một thời gian nữa. Có chật, vừa không? Hơi chật. Hơi chật một chút đúng không? Có sai to hơn không có? Không, đây chỉ có một sai thôi. Vậy thì được. À chưa, đã tới đây đâu mà. Như kiểu chỗ này nó hơi nhỏ một chút. Chỗ này nhỏ nhưng mà nếu mà đi lâu về thì nó được mà. Bây giờ phải đẩy chân dễ dàng đây. Đây còn đôi này là dành cho em Hưng này. Vâng, em xin nữa. Còn ở đây thì có cả búp bê nữa này. Không. Có thích búp bê này không? Dĩ. Búp bê này thì được gửi từ rất là xa luôn. Ở đây thì có kem đánh răng này. Hai anh em thì mỗi người một cái nhá. Nào. Còn cái lọ này là cái lọ dầu gió nhá. Vâng. Cái lúc mà các em đi ra ngoài đường làm ấy. Đấy thì em thoa vào. Đây để anh đánh bóc cho. Đánh bóc luôn cho nào. Đây thì phải dùng dao để cắt mới được. Rồi, chậm xé được đấy. Xé được là. Được chưa? Được rồi đúng không? Có thích không? Hả? À, có thích à? Đây thì có cả kẹo nữa nhá. Đây. Cả bánh kẹo nữa. Đồ này thì được gửi từ rất là xa luôn. Đây, để ăn ra ngoài lâu nhá. Dạ. Đấy. Đấy, còn cái mũ này, cái mũ với cái áo này thì để cho Thuận nhá. Vâng. Đây, bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến cái mùa thu rồi. Thì đây có cả cái áo luôn. Đấy. Áo này thì vừa Thuận luôn rồi. Anh chọn thấy vừa Thuận luôn rồi. Ở đây thì có hai cái cục xà bông nữa. Cục xà bông này thì dùng các em để tắm nhá. Vâng. Đây xem con này nào. Ui con này sao nó dùng dây buộc ở đây này. Buộc tóc. Đấy, đây. Có vẻ như là cái đôi dép này nó hơi nhỏ một chút cô bác ạ. Cũng không nhỏ đâu. Từ. Đánh hộ mới được. Một mình nó làm được thì anh. Hơi chật. Đây có vẻ hơi nhỏ rất sẽ. Để anh đo thử vừa không. Đo thì vẫn vừa thôi nhưng mà cái này là cái chỗ này có bác này. Cái chỗ này nó hơi nhỏ một chút. Không, thành cái này nó có dán mà anh, cái này dán. Thành ra là sỏ vào nó hơi khó một chút nữa. Đây, kem đánh răng nhá, cất đi nhá. Dạ. Đấy, rồi đây. Đây ạ. Ấy ngược rồi. Ngược rồi. Sỏ ngược rồi. Đây.
Như cái chân vừa đi làm gì mà bẩn đấy nhỉ? Là vừa đi học về á. Vừa đi học về nhà luôn đấy. Lúc anh gọi là chắc vừa về nhà. Đấy, không, à, cất đi đi nhá. Đấy, đồ, cất đi đi vừa mà. Đấy, đồ, à, chân thì này, vẫn vừa thôi đây nhỉ, nhưng mà kiểu là cái chỗ này này nó hơi nhỏ một chút đấy cô bác. Có thích không? Hả? Có thích những món đồ này không? Ở đây món quà này là được bác Thảo Đố, bác ở bên Mỹ gửi cho hai anh em. Đấy, gửi từ rất là xa. Thuận thì thích búp bê này lắm không? Búp bê thì búp bê con gái luôn nhỉ? Đúng rồi. Chuẩn gu của Thuận luôn đấy. Nè Thuận nè. Đấy, bây giờ búp bê là phải học giỏi nhá, nghe chưa? Không, các bà, cô, chú, cô bác, hôm nay đi học nhá. Hôm nay đi học thì có được được điểm môn nào không? Hả? Không. Hôm nay đi học chưa được à? Nhưng mà có được ở lại lớp không? Không. Không được đâu à? Không được. Bây giờ thì Thuận nói một lời cảm ơn tới bà nhá. Dạ. Con bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà ở bên Mỹ nhá. Có cho nhiều sức khỏe và gặp cho nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. À, những phần quà này là bác Thảo Đố là tự tay đi chọn xong là gửi tới cho các em. Vâng ạ. Con xin cảm ơn bác Thảo Đố và chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Như Hưng với Thuận thì hôm nọ cô bác cũng có theo dõi ở trên kênh Bạn Trình thì hai anh em cũng có đi Trung Quốc đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà em đã đi đến đất Trung Quốc chưa? Em cũng đến giáp danh ở bên đấy rồi anh ạ, giáp danh Trung Quốc rồi đấy. Giáp danh đường Trung biên Quốc đấy à? Rồi. Thì là cũng có cô ở bên đấy thì trước các chú đi làm xong liên hệ. Mấy em thì bảo em là có muốn đi làm không thì em bảo có. Thì bây giờ em cũng được các mạnh thường quân, các cô, các chú, các bác giúp đỡ em rất nhiều. Em cũng muốn là đi làm để bản thân mình tự kiếm ra tiền để lo cho cái cuộc sống sau này. Bây giờ cũng nương tựa vào các bác, các mạnh thường quân mái thì cũng không được. Bây giờ em cũng muốn tự lập, cũng muốn đi kiếm tiền như người khác vậy. Thì em cũng bảo là cho Thuận ở lại thì Thuận bảo là không được. Muốn đi cùng em thì em bảo cho Thuận đi cùng. Nhưng sang đến đấy thì cô ấy bảo là cũng trùng với cái ngày đón này thì là cũng như Quân vậy, cũng có một trường hợp cũng của anh Trình cũng điện cho Quân thì bảo là em cũng điện cho cô ấy, chứ cô ấy điện cho em từ lúc sáng thì bảo là cũng đón. Cái ngày đấy là cô ấy có việc ra mốc mình ấy, ra cửa khẩu ấy, xong là bảo cô ấy, ngày đấy cô ấy có việc ra đấy, thì cô ấy bảo, đúng hôm đấy vào, em đi từ lúc 9 giờ, xong là lên đến đấy là 12 giờ, thì cô ấy bảo độ 3 giờ thì cô ấy đón. Xong em lên đấy xong là điện thoại em hết pin thì cũng không gọi được cho cô cũng không liên hệ được cho em nữa, thì là hai anh em cứ ở đấy đợi mái không được. Xong bảo em di chuyển về cũng khá là xa bởi vì đi theo cái đường mòn mà ngày trước người ta hay chở hàng ấy. Làm em đi theo cái lối đấy ra thì cũng tối rồi, em ra đấy là cũng chập tối rồi, xong em mệt mỏi quá, cũng với lại cũng cả hao những cái năng lực về thể chất nữa, cũng là đói mới khát nữa, cũng không đi được nữa, xong rồi em nghỉ ở đấy. Xong là có cái rừng thảo quả, người ta trồng thảo quả đấy anh. Lúc may mà có cái chỗ cái lán cọ đấy, cái này em còn trú ở đấy. Không em với Thuận ướt hết luôn đấy hôm đấy. May mà có cái lán cọ đấy, lúc mưa to là em với Thuận ở cái lán cọ đấy. Xong về sau đợi anh Trình lên tìm, em còn tưởng là bà ấy điện cho người ở cho người ta sang đấy để ra đón tìm, đúng không? Ra đón, ra lục tìm bọn em ấy. Nhưng mà đi 3-4 người nó đông người ấy thì em sợ, em đưa Thuận đi trốn. Thế là xong về sau mái anh Khương mới lên đấy mới gọi. Thì em mới thưa thì mới gặp được hai anh em chúng em ở đấy, xong mấy anh em mới chụp cùng nhau về. Không thì hôm đấy em không biết làm như nào. Nhưng mà em đi như vậy thì em có sợ là cô kia là lừa mình sang bên đấy để mình bán đi không hay là em như nào không? Cũng không nghĩ được như vậy. Bởi vì cô ấy cũng ở cùng xá với xá mình mà ở Trung Thịnh bên kia. Nhưng mà cô đấy là đi Trung Quốc làm lâu hay là đi làm lâu rồi, ý là bỏ chồng ở Việt Nam xong nhà đấy lấy chồng ấy. Hôm nay có gia đình ở đấy rồi thì các chú vào đi làm bên đấy, làm những cái dây chuyền nhặt ớt đây, thì là em bảo sang bên đấy làm cũng công việc cũng nhàn. Lương lậu cũng ổn định nữa thì em bảo là tính đi 3-4 tháng thì đi từ giờ Tết thì em với Thuận để quay về thì
Nhưng mà đấy lại cô ấy cũng không đón em, với lại cũng không em không liên hệ được với cô ấy, thì là anh Trình lại đón em về. Nhưng mà bé Thuận đang đi học này mà em đưa đi thì liệu sang bên kia thì em còn được đi học không? Thì cô ấy bảo là có bên kia không có trường học như ở Việt Nam mà, thì em mới bảo thế thì vậy là được. Thì em mới cho cả Thuận đi cùng, em cũng không muốn Thuận ở nhà ấy, bởi vì Thuận ở nhà cũng là một cái gánh nặng cho các cô, các chú, các bác ở nhà, thì còn đi học em còn xin tiền xin nọ nữa. Đi học để mua kẹo để cho bằng bạn bằng bè nữa, thì em cũng không muốn ở lại để cho chú Thím gánh Thuận trên vai nữa. Còn nhỏ còn phải chăm sóc, giặt giũ quần áo nữa, cũng là rất là mệt mỏi với những cái quy trình như vậy. Em mới bảo cho Thuận đi cùng để em tiện chăm sóc. Hôm nào thì có rất là nhiều cô bác có theo dõi trên kênh của bạn Trình ấy, kênh của anh Trình, thì cũng có điện cho anh bảo là cho anh cùng Trình hai anh em để đi tìm hai anh em. Nhưng mà sau một lúc rồi thì anh thấy Trình điện cho anh thì bảo là đã tìm được hai em rồi. Vâng. Tìm được hai em rồi và đưa hai em đến nhà của Trình để ở rồi. Vâng. Thì đến sáng hôm qua thì mới đưa em về. Vâng. Thì hôm nay thì anh cũng nhận được một cái phần quà và tiện thể là cũng xuống thăm hai em luôn. Vâng. Bây giờ mà mình đi như vậy thì em suy nghĩ được như thế đi ra ngoài làm. Bảo là không muốn phụ thuộc các mạnh thường quân nhiều quá. Các bác, các cô, các chú, các mạnh thường quân trong ngoài nước đã gửi tiền cho mình để mình trả cái khoản nợ ấy rồi. Vâng. Cũng là bỏ đi trên đôi vai của mình một cái gánh nặng rồi. Nhưng trong đó mình còn có một cái hoàn cảnh mà nó phải nói là cực kỳ là khó khăn. Mình còn phải nuôi một người em nữa, năm nay mới có 8 tuổi thôi. Và ngôi nhà của mình thì anh nhìn thấy cảm thấy rằng là nếu mà để ở trong này thì độ được tầm 1-2 năm nữa thôi. Vâng, là nó bị mọt hết, thành ra là không có dám ở rồi. Vâng. Em muốn đi ra bên Trung Quốc để làm. Đồng tiền Trung Quốc thì nó cao hơn bên Việt Nam mình rất là nhiều đúng không? Vâng. Đấy, đi ra bên đấy làm nhưng mà đồng tiền nó cao thì nó cũng mang lại cho mình một cái nguy hiểm nó rất là lớn. Tại vì nếu mà bây giờ em đi có giấy tờ đi đàng hoàng thì cái đấy nó lại làm phức tạp đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ mình đi như vậy thì người ta gọi là đi chui rồi. Thì mình phải ở đấy một thời gian rất là lâu thì mới về được. Thì cô ấy cũng bảo là làm độ 4 tháng là cô ấy sẽ lo thủ tục đưa em về. Mới Thuận về thì em mới bảo là sang đấy để làm để có thu nhập nó ổn định, với lại về mai này còn nhà cửa bây giờ cũng mục nát rồi thì cũng về để 3-4 tháng xong là có đi làm được tiếp thì em lại đi, xong là có nhu cầu thì em cũng có xẻ một cây gỗ ở đấy em tháo căn nhà to này nha, làm căn nhà nhỏ cho nó chắc chắn em bây giờ chứ mục nát rồi thì là cũng không dám ở ấy. Em muốn tháo ra để làm căn nhà nhỏ thì bây giờ cũng cần cái khoản chi phí độ 20-30 triệu gì đấy thì mới làm được. Thì mới làm được à? Vâng. Thì bây giờ em cũng không biết làm như nào nữa, bây giờ có cả Thuận nữa thì em cũng không sang được bên đấy nữa thì em phải ở nhà rồi. Không biết khi nào mới có thời gian Thuận mới được. Bây giờ Thuận thì phải lớn hơn một chút thì em mới ở nhà được một mình. Vâng. Chứ bây giờ em mà gửi Thuận để ở với người ta thì mình cũng sợ là nó phiền đến người ta đúng không? Chứ bây giờ thì em cũng muốn là đi ra ngoài làm để còn những cái khoản chi phí của Thuận đi học nữa, còn là để lo nữa. Mai này em còn nhà cửa, còn là tương lai để mà lo những cái nghề nghiệp mình làm sau này, chứ cứ ở mãi mãi cũng không được. Giờ đi làm công mái thì cũng không ổn. Gọi là em ở xung quanh này làm thì chỉ có là làm được hai anh em chỉ gọi là cần đủ ăn thôi, còn là phát sinh thêm những cái khoản chi phí khác, ví dụ bây giờ mà tự nhiên hai anh em nếu mà ví dụ chẳng may em đổ bệnh một cái hoặc là Thuận đổ bệnh một cái thì cũng chả có tiền để mà lo thuốc men, thì em mới bảo là kiếm tiền để nó có dư chút kinh tế thì là mình có thể lo được cho hai anh em hơn. Trừ những lúc ốm đau mình có tiền để chi trả cho những cái thuốc men hoặc ăn uống. Nếu bây giờ chứ ở nhà suốt thì cũng chẳng có tiền. Bây giờ ít nhất trong người cũng phải có 2-3 triệu để có tiền để mình chạy lo thuốc men. Chứ bây giờ như em là nếu mà chẳng may em đổ bệnh một cái với Thuận hoặc là Thuận đổ bệnh một cái là chẳng có tiền để lo thuốc men với cả tiền ăn tiền uống nữa. Em cũng tính là như vậy. Bây giờ các mạnh thường quân đã ủng hộ cho hai anh em chúng em là giải hết nợ rồi. Em cũng không phải gồng gánh những cái khoản nợ, cũng rất là cảm ơn các cô dì chú bác
các mạnh thường quân trong và ngoài nước đó gửi tiền và giúp đỡ em được như vậy là em cũng rất cảm ơn rồi. Em cũng không có lời nào để diễn tả được những cái lời muốn nói thì em cũng nói hết rồi, không có những cái gì để mà cảm ơn các cô các chú được rồi. Bây giờ chỉ cảm ơn bằng lời nói chứ để em mà thể hiện bằng hành động gì đó thì em sẽ làm hết mình bây giờ. Mặc dù là em cũng không có tiền tài đâu nhưng em sẽ giúp sức để cho như các nhà như các cụ ở trên này là em sẽ giúp sức để cho các cụ ấy, các ông ở trên này. Em cũng chẳng có tiền, em có sức khỏe thì em lâu lâu em sẽ đi hộ các ông ấy, dọn đẹp nhà xung quanh nhà với lại cả bổ củi để cho các ông ấy dùng thôi. Em cũng chỉ muốn như vậy nhưng mà cũng nhiều khi cũng muốn ở lại để mà làm chăm phút chăm sóc cho các ông Thuận nữa. Thì như hôm nọ em cũng tính là đi đưa Thuận đi cùng là nó không vất vả. Thì ở đấy cô ấy bảo tiền ăn tiền uống là cô ấy lo hết thì không phải chi trả này nọ, thì em bảo là vậy thì làm ổn thôi. Thì cô ấy bảo là giả cho 200 đồng tiền Trung Quốc là tính ra là được cũng 660 tiền Việt Nam mình một công rồi. Là một công à? Vâng, là 660. Thì em mới bảo làm mà ổn định thì em sẽ làm ổn định một thời gian thì em sẽ đi làm có tiền về, xong lại em gửi Thuận, xong em đưa tiền ăn cho người ta để cho chăm sóc Thuận thì em lại đi tiếp. Em cũng tính là như vậy nhưng mà đi rồi công việc nó không được suôn sẻ thì anh Trình lại đi đón em mà em về, nếu không thì em đi bộ về thì cũng không biết là giờ này đang ở đâu nữa. Anh chỉ sợ là em đã ra gần bên đấy thôi, xong là bị lạc ở cái đấy, xong mà đến lúc mà đói quá không có gì ăn. Vâng. Hai anh em thì cạn kiệt sức lực rồi, không còn đi đấy, được hai không anh em rồi. Cũng kiệt sức rồi, cũng đi nhiều quá. Đi vòng về chắc độ cũng 5-6 cây số rồi mà cũng đi vòng về, cứ đi đi lại lại chỗ đấy để mà đợi ấy. Ở gần mốc thì phải nói là rất là hẻo lánh cô bác ạ. Không có một cái ngôi nhà nào mà ở gần luôn. Cũng chả cũng có một cái bóng người nào ở đấy cả. Em còn anh Trình với cả anh Khương đi tìm thì em còn sợ chứ, em với Thuận còn sợ để chạy đi trốn ấy. Trước đây thì chưa có cái hàng rào ấy thì mình đi qua Trung Quốc lúc nào cũng biết, nhưng mà bây giờ thì nó không có cái hàng rào đấy, nhưng mà mình cũng gọi là loay hoay mái thì cũng chưa tìm được cái đường ra tại vì là nó rất là rậm rạp ở trên đấy ấy. Vâng. Hôm nọ thì cũng được là bạn Trình chia sẻ hai anh em lên thì phải nói là một cái số nợ mà đối với hai em thì nó rất là lớn nếu mà không có được bạn Trình lên chia sẻ và được các bác mạnh thường quân giúp đỡ thì cái khoản nợ đấy thì có khi là em Hưng làm đến già thì cũng chỉ đủ để đóng lãi thôi. Vâng. Chứ không bao giờ đóng được gốc cả. Cái khoản nợ ở ngoài thì có lãi không hả Hưng? Có chứ, có anh ạ. Có à? 1 triệu là 50.000 một tháng, hay là em vay 10 triệu. À. Xong anh Trình thu xếp và có các mạnh thường quân hỗ trợ thì anh ấy đưa lên cho em giả trước. Thế thì bây giờ em đi làm ấy thì em hãy cân nhắc thật kỹ rồi thì mới đi làm được. Chứ bây giờ mà nghe người ta gọi điện cho mình nói những cái lời mà ngon ngọt như này, các em thì nhẹ dạ cả tin ấy. Đấy, mình đi ra bên ngoài thì có rất là nhiều những cái cạm bẫy mà nó khiến cho mình sập bẫy lúc nào không biết. Ví dụ như bây giờ mà em đưa em Thuận đi thì em thì có thể là được đi làm, nhưng mà đến làm thì sợ người ta không có đưa tiền cho mình. Mình ở nước họ mà, người ta thì có giấy tờ đầy đủ rồi. Người ta nói mình là mình phải nghe. Đấy. Chứ bây giờ mình mà không nghe theo người ta cái là có khi là người ta còn khiến mình không có chỗ để mà làm, không có chỗ để mà ăn nữa. Thì anh chỉ sợ là em đưa Thuận ra đấy rồi thì đến lúc mà ở một thời gian thì người ta lại bán Thuận đi thì đến lúc đấy thì hai anh em sẽ không còn được nhìn mặt nhau nữa rồi. Vâng, em cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa bởi vì em chỉ muốn kiếm tiền thôi đấy. Đấy, như bây giờ ở nhà thì các em cũng chẳng có một cái phương tiện nào đi lại cả. Thậm chí là con trâu còn phải đi nuôi nhờ người ta thôi đúng không? Vâng. Bây giờ như Thuận mà ốm đâu thì lúc mà đưa đi trạm xá thì em mượn xe của ai hay là cóng Thuận đi bộ lên? Hôm nọ em bảo nếu mà đi được thì hôm sau thì bảo cho chú mang trâu đi giả cho chủ, nhưng mà em nếu hôm sau em lại về thì chú lại bảo thế bây giờ không đi được nữa thì về thì cứ vậy mà nuôi thôi, khi nào được giá thì chú bán hoặc chú lại mua cho một con nhỏ hơn để nuôi ấy. Thì chú bảo vậy. Thế thì trong 3 năm qua thì mình nuôi trâu thì hầu như là mình không có con rồi. Vâng. Chỉ là mình lấy sức của nó để cày thôi. Chỉ là lấy phân bón nó để bón cho
cho ruộng thôi. Nhưng mà có cái sức của nó kéo cày cũng tốt đấy anh ạ, em đỡ phải đi mượn ấy, thì chú giúp được như vậy cũng tốt rồi, cũng là rất là tốt. Đối với bản thân em mà nói thì cũng rất là tốt rồi. Bây giờ nếu mà em đi làm thì em phải cân nhắc thật kỹ rồi hắn đi làm nhá. Vâng. Chứ không tránh tình trạng là như hôm nọ em. Vâng. Hôm nọ em thì được người ta gọi điện như vậy rồi thì mình gọi là trong lòng mình đã có một cái cơ hội đúng không? Vâng. Đấy, mình có một cơ hội được đi làm xong là được kiểu như là được thay đổi cái bản thân của mình, sau này mình về đấy thì mình còn có tiền mà lo lắng. Vâng. Lúc đấy thì em chỉ có là suy nghĩ được như vậy thôi đúng không? Vâng. Em không có suy nghĩ được rằng là mình sang bên đấy rồi thì liệu thì có tiền không? Mình đi nó không có giấy tờ để đi thì liệu lúc mà về thì mình có cầm được tiền về không nữa mới quan trọng chứ. Vâng. Đấy, em đi thì em cũng không có nỡ là bỏ em Thuận ở lại. Và em Thuận thì bây giờ thì gọi là theo em từ nhỏ đến bây giờ rồi. Vâng. Bây giờ chỉ coi em như là một người bố, một người mẹ thôi. Vâng. Đấy. Thuận thì hôm nọ đi sang bên kia thì có sợ không hả? Sợ à? Thế lúc đấy sang bên đấy thì có đói không? Có. Đói thì anh Hưng cho ăn cái gì? Hả? Không có cái gì đâu. Không có cái gì để mà ăn à? Dạ. Ôi dồi ôi. Về thì Thuận có bị ốm không? Có, uống thuốc. Uống thuốc à? Bị ốm à? Vâng. Thế em thì có bị không? Em có hơi bị khàn khàn tiếng một tí nhưng em uống thuốc cũng... Hai anh em gọi là dầm mưa gọi là cả ngày rồi đúng không? Vâng, em bị cảm đấy. Về lại bắt cảm. Về lại bắt cảm. Anh chỉ sợ là sau này mà bé Thuận mà có bị tai nạn nào đấy thì hai anh em không, bây giờ không có một cái phương tiện để đi lại. Đi vâng. Mượn nhà anh thì sợ là hôm đấy anh cũng đi đâu rồi. Vâng. Thì bây giờ em cũng muốn là kiếm tiền. Thì hôm nọ em cũng có bảo là đi kiếm tiền về mua thì một cái xe cú nào đấy để mà có cái phương tiện đi lại ấy. Bây giờ xuống huyện thì cũng rất là xa. Bây giờ mà lên trạm xá đùng mà em Thuận ốm một cái thì cũng chả có phương tiện nào để đi lại ấy. Thì cũng rất là khó khăn trong cái công việc để mà di chuyển của em ạ. Bây giờ nhiều hôm em cũng có trước cũng có tự đi xe được nhưng mà bây giờ toàn đi mượn của các chú. Nhiều hôm, thức đêm mà đi mượn thì cũng ngại lắm. Em cũng... Đấy, trong sau cái sự việc này thì chắc chắn là em Hưng sẽ là nhận ra cho mình rất là nhiều điều luôn cô bác. Rất là nhiều điều trong cái cuộc sống này, chứ không có suy nghĩ mà nông cạn nữa. Em Hưng thì được đi học đến lớp mấy em? Em học lớp 5 anh ạ. Học đến lớp 5 thì đã phải bỏ học về để lo cho cái cuộc sống của mình rồi cô bác. Cho nên là cái kiến thức của em Hưng thì cũng chưa có được nhiều cho lắm. Thì rất là mong các ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho và hiểu được cái suy nghĩ của em Hưng hiện tại. Mặc dù là em Hưng năm nay đã là 22 rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, 22 nhưng mà em ấy học đến lớp 5 ấy, thì nó thì là gọi là không có được được hiểu chuyện cho lắm. Thì rất là mong ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho em Hưng. Và cháu Lực cũng mong rằng là trong thời gian tới những cái thức phim cháu Lực chia sẻ lên và bạn Trinh chia sẻ lên thì cũng nhận được phần trợ duyên, phần tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi tới cho hai anh em để cho hai anh em được sửa lại cái ngôi nhà của mình, ở cho nó ấm cúng hơn một chút cô bác. Nhưng mấy hôm nay thì mưa khá là nhiều. Vừa rồi thì cháu Lực vừa bước vào thôi thì đã nhìn thấy nước vứt bị vứt thế này, bị chỗ này một chỗ, cái này cả chỗ kia một chỗ, đằng kia một chỗ nữa, thì sáng nay em lau khô mày, sáng lau khô. Anh này anh vừa mới bước vào thôi anh đã nhìn thấy ở phần cái hành lang kia thì đã bị dột xuống khá là nhiều. Trong đến cái phần mà chỗ hiện tại anh em mình đang ngồi như này này, bố mẹ em dùng cái tấm lập cũ để thùng rất là to mà anh kia. Ở chỗ bằng cái gần bằng cái chén luôn, dột rất nhiều. Gọi là ở trên cái mái nhà của em Hưng với em Thuận đấy cô bác, thì có rất là nhiều lỗ mà nó đã bị thủng đi rất là nhiều rồi. Có thể là thủng có bằng một cái ngón tay cái của mình luôn rồi. Vâng. Hai anh em thì lần sau đi mà đi làm ấy, thì nếu mà đi làm xa ấy thì cũng phải cân nhắc rằng là mình đưa em mình đi theo thì có tiện cho công việc mình không. Đưa em đi theo thì nó cũng là gọi là cái tình cảm mà hai anh em dành cho nhau rồi. Nó hai anh em không thể rời xa được rồi. Đấy, bây giờ mà
Hưng với Thuận mà một ngày không có gặp nhau thôi là có khi đến tối về lại quấn quýt lấy nhau rồi. Đi em Thuận, em Hưng mà đi hộ ai, em Hưng mà đi hộ ai thì em Thuận đều phải là đi tìm anh để được gặp anh được cô bác. Đấy. Bây giờ thì em Hưng với em Thuận thì cũng đã về đến nhà, gọi là bình an rồi cô bác, không có chuyện gì mà nó xảy ra với em, nó đi quá là xa. Đấy. Các em về thì chỉ bị ốm vặt một chút thôi, là dầm mưa cả ngày rồi, thành ra là bị ốm. Đấy, phải nói là cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, các khán giả ở trên kênh của Hoa Cải Vàng với lại kênh Bạn Em đã gửi những cái lời mà động viên, gửi những cái lời quan tâm tới cho hai anh em rất là nhiều. Và cái thức phim hôm nay thì chắc là Trọng Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác, anh chị. Bây giờ thì Thuận nói chào các ông bà nhé. Chào con cũng là chào cô chú. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.